Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Chào buổi sáng. Năm 2016 là năm cả thế giới đón nhiều sự kiện quan trọng. Và tháng năm này có một sự kiện đặc biệt được cả thế giới chào đón. Đó là ngày 1 tháng 5, ngày sinh của CEO Lê Thị Bình. Vâng, và ngày hôm nay, cả thế giới chúng ta kỷ niệm ngày sinh của chị ấy, CEO Lê Thị Bình chính thức bước sang tuổi 50. Vâng, thưa ông có cảm nhận như thế nào về doanh nhân Việt Nam thành đạt Lê Thị Bình? Ồ, đây là CEO tài ba và rất thích mày còn đùi đấy. Vâng, các vị khách mời đặc biệt đã lên sân khấu rồi. Không biết các bạn ở Việt Nam thì thế nào? Chứ chúng tôi mấy ngày hôm nay cứ họp lên bà xuống xem sẽ tặng quà gì cho người đàn bà đang biến này. Vật chất thì chị này không mang rồi. Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị một món quà tinh thần, đảm bảo là rất vui. Có khi xếp cho cả công ty nghỉ việc đi cắt bà có mực ấy chứ. Sếp là một người rất là thân thiện và cũng rất là tâm lý với nhân viên. Đấy, cái cơ bản là em cảm nhận được như thế. Nhưng mà em chỉ nói một câu thôi. Nói chạy chưa? Chỉ kêu thôi. Em thấy xe tuy không cao nhưng mà ai cũng phải ngưỡng nhìn đấy. Thế thôi, em chỉ mỗi câu đấy thôi. Cô là một người rất là gần gũi và rất là nhân hậu, có một khuôn mặt rất là nhân hậu. Cảm nhận của mình đối với sếp Lê Bình là tận tâm, yêu nghề và quyết đoán. Em nhìn riêng của em nhé, nhìn sếp hơi về ngoại hình thì kiểu hơi kiêu sa quý bà một tí. Sếp rất tinh tế và tức là luôn để ý từ những hành động nhỏ nhất về các thứ ấy, rồi quan tâm chăm sóc mọi người. Nhân dịp mà sinh nhật lần thứ 50 của sếp thì em cũng xin kính chúc sếp luôn luôn có thật nhiều năng lượng để có thể làm tốt được gọi là người đầu tàu, người lái tàu cho con thuyền Tâm Bình đi đến đích. Chúc sếp có một sinh nhật thật vui và hạnh phúc. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50, một mốc rất là quan trọng. Chúc sếp ngày càng vui vẻ, trẻ khỏe, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa cho Tâm Bình. Chúc mừng sinh nhật sếp. Nhân dịp sinh nhật sếp thì em cũng xin được chúc sếp tổng giám đốc mình một sinh nhật vui vẻ, luôn luôn trẻ, thành công và đưa cái thương hiệu của Tâm Bình không những ở Việt Nam mà còn lan tỏa ra thế giới. Hết rồi. Nhân dịp sinh nhật sếp, em chúc sếp là luôn vui khỏe, trẻ trung và luôn giữ mãi được tâm hồn dạt dào như tuổi 20. Hết ạ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của sếp thì em chúc sếp là luôn mạnh khỏe và có nhiều ý tưởng mới để phát triển những sản phẩm mới cũng như là đưa Tâm Bình ngày càng phát triển và lớn mạnh. Hết chưa? Hết rồi.